Chào Chứng các cứ bác, đâu? mình Tôi Aldo nghe nói Đông chứng có cứ một cục cũ, già nhưng tôi này nghe rất chứng hay cứ anh em cũ. ạ. Cục này nó chạy đĩa CD, Ở đĩa phía sau DVD là đầu tiên và có là đầu radio dây đen. 108 và Hình hơn như nữa là anh có đang cả chụp chức năng cái giải quay phim mã. hình sự. Hóa Gần ra đây tôi cục bán này một còn cục được cơ nó quan màu điều tra đen, nữa. nó có đèn Tôi xanh ở sợ đây không nhưng nó ổn không với có sự chức năng kiện của giải mình. mã như cục này lại có. Thế nào? Sáng mai Một có phẩy ai năm cũng triệu quay anh trở em nhá. lại. Lúc đó mình Có sẽ nghĩa trực sẽ tiếp chạy đi được chức xem năng phim đĩa như thế nào. CD hoặc DVD, Thấy anh FM đang xem radio phim đấy là 108 ý của và mình. chức năng giải mã Mạnh khoái chí và phủ cắm phàng. các đường tín hiệu bên Tôi không ngoài, thực nó sự là là một thợ xài chuyên chắc về USB phim. audio Tôi này, chỉ thực sự tắt ngấm những cái đèn AUX pin này trong cửa. và Tôi đường từng quang. ngắm bọn trẻ bằng Cái cái đèn USB pin này trong nó cửa. là cái dây mà giống như kiểu dây Các cháu 3, đi đứng thế này có nghĩa kiểu để kết nối giống như kiểu dây bọn trẻ cứ 3.5 anh em thế nhá. ngậm miệng Nhưng xin nó xí khác ở với cái cái chỗ đèn là cái dây pin. này Tôi nó là thực cái sự dây có mà chút lưỡi đâu dùng cho vào máy in, rồi. một đầu là cắm Tôi vào thực sự USB của không máy thể tính, còn một đầu là cắm vào nhớ đây. lại cô Cái dây đấy kể đúng cả là khi dây của máy in tôi luôn. bay tắm để hỏi Nó thăm kiểu chuyện kết riêng nối của giống như là sự là người dây đầu tiên trong 3.5. trường khiến bọn trẻ cảm Cái thấy dây này vô nó cùng kiểu thân nhạc như thiết. vậy. Cứ Các sợ bác nên cắm là vào không xong thể bấm vào đây nó sẽ ra các hệ. Đây là AUX, lỗ cắm AV đằng sau bình thường này. AUX Digital là giải mã đường quang này. Và khi giải mã anh em muốn xuất âm thanh xuống một âm đi khác thì cắm vào lỗ tai nghe đây. Mua cái dây này dây 3.5, một đầu 3.5 và hai đầu hoa sen để cắm vào một cái âm đi khác để lấy tín hiệu giải mã từ trên mạng. Đó, AUX Digital. Hình thức thì có xuất sát theo thời gian nhưng đảm bảo là bãi zin luôn. Cục này tôi vừa bỏ ra lau chùi và biết được nó có tính năng đường quang nên lại rất thích luôn, giới thiệu đến các bác luôn. Đây tôi quay mặt sau anh em có thể tham khảo này. Đây là tín hiệu đường hình ra này, tín hiệu đường quang vào, đường quang ra bên cạnh. Còn đây là tín hiệu AV vào, AV, à AUX, AUX bắt sóng FM, đấu loa nếu các bác thích nghe. Khi nào cắm lỗ tai nghe để giải mã thì đấu loa nó sẽ không ra tiếng nhá. Đây tôi đang chạy tín hiệu giải mã là AUX. Xuất sát là có nhưng mà nó rất cứng cáp và nó còn bãi zin, không phải động chạm gì cả. Tôi sẽ chuyển sang chức năng CD này anh em chạy. Nó có đọc đĩa CD, đĩa DVD. Đấu tạm một loa thôi. Mắt đọc tốt. Nách bài ở chỗ up và down. Các kiểu nhạc thì bấm vào đây. Ở trên là âm thanh 3D. Để chỗ độ A, B, H on cũng khá hay đấy. Con này chỉ chạy được CD, DVD và giải mã và radio 108 và các tín hiệu đường vào anh em nhé. Đây tôi tạm dựng deck bài. Đó, deck bài đây, bấm móc ra. Nó nhiều tính năng quá nên là nói khá lâu đấy. Bỏ cái đĩa ra này. Đó, bây giờ sẽ chạy cái tính năng là đường vào âm thanh này. Đây bấm vào đây. Đang chạy tín hiệu giải mã đường quang. Bấm tiếp cái nữa là USB kiểu đây. USB này nó là cái dây kết nối chứ không phải cắm cái USB bình thường anh em nhé. FM này. Đã bị mất từ đời nào? Quý dòng đắc. Bấm vào đây để đếch bài. Bấm nhấn liên tiếp thì nó sẽ lấy bài tự động, còn ấm nhẹ thì nó sẽ lấy theo tần số. Có cái hay nó là có 108 nên rất giá trị, thích hợp cho bác nào nghe đài. Mấy giả sử mình để cái cục này trong phòng ngủ, nhiều khi mình nghe đài hay chứ các bác. Nhiều khi mình nghe đài, mình có rất nhiều kênh đài, nghe tin tức rồi ca nhạc rồi thời sự rồi chuyện cho. Cho đoạn dây điện vào thì nó sẽ bắt sóng nét hơn. Vừa nãy tôi bắt nó tầm 4-5 kênh. Đây khi nào anh em muốn lấy tín hiệu xuất âm thanh ra từ cái đầu CD hoặc là tín hiệu giải mã thì cắm vào lỗ này. Lỗ này là lỗ 1 ra 2 để xuất xuống âm ly để lấy tín hiệu giải mã. Và tại vì cắm lỗ này nên là cái này nó sẽ có tác dụng là volume vặn to nhỏ được khi lấy tín hiệu giải mã. Đợi cho có tín hiệu đài không, tôi sẽ vặn để anh em theo cả. Nghĩa là bao anh em chạy được chức năng CD này, chức năng radio 108 này, các tín hiệu bên ngoài và chức năng giải mã. Nó sẽ bắt tần số 89 MHz.
Đây, tại mình không cắm dây điện. Dầu là rửa điện tử như là bạn đi. Đấy, cắm vào là nó mất tiếng nha. Tôi sẽ chạy tính năng giải mã lấy tín hiệu AUX Digital. Đó. Và khi đó vặn volume bên dưới cái âm ly này, tôi đã chạy tín hiệu sẵn rồi. Để chạy tín hiệu quang xong là từ TV thông minh hoặc các thiết bị có đường quang. Bởi vì cắm lỗ tai nghe lên là cái này sẽ có tác dụng là volume to nhỏ. Hoặc là anh em có thể lấy tín hiệu đó là CD. Có nghĩa coi cái này là đầu CD, tôi chuyển sang CD cho đĩa chạy đã đây. Đó. Test rất full chức năng nha. Anh em nào có nhu cầu thì cứ xem kỹ. Và nó hoạt động những tính năng mà tôi nói là tốt. CD, DVD rồi giải mã. $1.5 triệu. Đó, chạy đĩa CD trực tiếp. Đĩa CD lúc nào thì tiếng nó cũng căng, nó phê lắm. Mục đích của giải mã là về âm thanh của CD anh em nhá. Nên CD vẫn là số 1. Lấy tín hiệu xuống cái âm ly này. Vâng, xin cảm ơn.